Chào mọi người đã đến với kênh của nhà Nguyễn Ngọc. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho mọi người một cái chiếc máy ép chậm mà mình đã giới thiệu rất là nhiều trong những video liên quan, nhưng lại quên làm một video review riêng lẻ cho nó. Chính là máy ép chậm trục ngang ProMix SG02. Trước khi đi vào chủ đề ngày hôm nay, rất là mong mọi người sẽ ủng hộ những cái sản phẩm mà bên nhà Nguyễn Ngọc cung cấp, bao gồm máy ép chậm, máy làm sữa hạt, nồi chiên không dầu và nồi chiên hơi nước. Tại Facebook nhà Nguyễn Ngọc, website nhanngoc.com và Zalo mình đã để bên góc trái. Đi vào cái chủ đề chính ngày hôm nay, đó chính là máy ép chậm trục ngang ProMix SG02 thì đã ra mắt được cũng khá là lâu rồi và cũng có số bán rất là ổn định trên khắp thị trường. Và mình lại quên giới thiệu cái dòng này tại vì trước đây mình tập trung vào rất là nhiều những cái dòng máy ép chậm trục đứng. Thì trong cái thời gian sắp tới đây mình cũng sẽ đẩy mạnh cái dòng máy ép chậm trục ngang tại vì mình thấy những cái lợi ích lâu dài của nó cho người dùng. Thì máy ép chậm ProMix SG02 có công suất là 150W và cái khối lượng của nó cũng tương đối là gọn nhẹ, khi mà những cái phụ kiện đi kèm với nó cũng khá là gọn so với cái tầm giá này. Đó chính là nó có một cái lưới ép, một cái trục ép, một cái thanh nhấn, bụng chứa và một cái động cơ. Đối với lại những cái dòng máy ép chậm trục ngang thì cái ưu điểm lớn nhất của nó chính là cái phần ép, cái ép rau rất là tốt và không bao giờ bị kẹt, hoặc là những cái nguyên liệu mà có nhiều hạt như là lựu nè, hoặc là ép nhiều những cái loại nước ép mà có nhiều xơ như là dứa gừng này kia, thì đây là một cái dòng máy rất là thích hợp. Giá thành của nó hiện tại là 2.880.000 và bảo hành là 3 năm. Khi mà test cái chiếc máy ProMix SG02 này và cũng như là cung cấp đến một số khách hàng thì họ khá là hài lòng. Có một nhược điểm là cái phụ kiện của ProMix SG02 nó không có đa dạng, nó chỉ có một lưới lọc thôi, và nó sẽ phù hợp cho những ai uống với lại cái kích thước này. Thật ra thì mình thấy là những cái dòng máy ép chậm khi mà nó cho thêm một cái lưới lọc, một cái lưới lọc mịn hoặc là một cái lưới lọc vừa thì cái kích thước nó cũng tương đương nhau. Như mình thấy là cái máy ép chậm Omega H3000 đi thì cho hai lưới thì mình cũng chỉ xài có một lưới cố định thôi, chứ mình thấy là lưới ép mà bằng inox 304 kiểu này thì cái độ cợn của nước nó cũng rất là ít rồi, nó không có là quá nhiều, cho nên là đây không phải là cái vấn đề của máy. Chỉ là với lại cái máy ProMix này thì cái màu của nó là nó màu xám, thì nó cũng kiểu là tại vì đa số thiết bị thì kiểu màu đen hoặc là những cái màu xám trắng như thế này nó rất là phổ biến, nhưng mà mình thấy cái kiểu dáng của ProMix thì nó cũng được rồi, chứ không gọi là sang trọng hoặc là đẹp. Có nghĩa là kiểu là nó một cái thiết bị nó kiểu hơi, cái thiết kế nó hơi dân dã, nên cho nên là đứng ở quan điểm của mình khi mà mình review thì mình về thiết kế thì mình không có, cá nhân mình á thì mình thích những cái chiếc máy kiểu sang sang hơn xíu, còn máy ProMix thì thấy cũng được thôi, chứ gọi là đẹp theo quan điểm của mình thì mình thấy nó vừa chứ không có đẹp, nhưng mà cũng không phải là xấu nha mọi người, mà có nghĩa là cái kiểu của nó mình thấy được thôi. Cho nên nhiều lúc mình giới thiệu là mình cũng hơi ưu ái Olivo SG22 hơn khi mà giới thiệu máy trục ngang á, so với lại cái ProMix này. Nhưng mà thật sự là cấu kiện của ProMix thì rất là chắc chắn và ép tốt. Khách hàng của mình khi sử dụng á là họ thấy ưng rồi, xong rồi họ còn giới thiệu cho một khách khác là mua cái ProMix SG02 này nữa. Có nghĩa là chất lượng rất là ổn định và thời gian bảo hành cũng lâu, tới 3 năm lận. Cũng có thời gian đổi trả nếu mà có lỗi từ nhà sản xuất, là một đổi một trong vòng 10 ngày. Thì đó cũng là một cái ưu điểm rất là lớn của ProMix SG02. Đó nhìn chung là những cái gọi là cái kích thước này kia thì mình cũng đã để trên hình rồi, và những cái video test cái độ kiệt bã nè, rồi cái lượng nước lấy ra mình cũng đã để trên video để cho mọi người thấy. Thì nói nhiều về cái dòng máy này thì mình thấy là nó cũng tương tự như những dòng máy trục ngang thôi, không có gì để nói nhiều. Nhưng mà gọi là có đáng mua hay không thì rất là đáng mua, tại vì giá thành của ProMix SG02 sau khi mà ưu đãi này kia thì cũng giá cũng rất là tốt và ngon nghẻ. Thì mọi người có thể cập nhật nếu mà mọi người inbox mình nếu mà muốn mua chiếc máy này. Và tháo ráp cũng rất là dễ và đơn giản, không có gì là quá khó khăn. Thì đó là một cái review ngắn gọn của mình dành cho cái dòng máy ProMix SG02 này thôi, chứ thật sự là mình thấy là cũng không có gì quá nhiều để mà nói kỹ về chiếc máy này. Tại vì thường máy ép chậm á, là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chọn nè, cách mua rồi cách sử dụng này kia. Thì với trục ngang thì cái hướng dẫn sử dụng nó cũng không có quá nhiều, không cần phải lưu ý gì nhiều. Những cái máy trục ngang như ProMix SG02 thì mọi người có thể thấy là rau thì mọi người không cần phải cắt nhỏ nè, ép cần tay cải xoăn rất là tốt ha.
Rồi những cái nguyên liệu như nguyên liệu hạt thì cũng không cần phải canh máy ép là nó trơn tru luôn, không bao giờ bị kẹt. Dứa cũng vậy, chỉ riêng là với trái cây thì dựa trên cái kinh nghiệm sử dụng của mình, hoặc là mình cũng có chia sẻ những video trước, đó chính là mọi người cần phải cắt những cái thanh nó dài cỡ một hoặc là hai đốt ngón tay, để như là cắt thanh đó, chứ không phải là cắt thành làm tán, hoặc là giống như táo đi thì mọi người sẽ cắt miếng đúng không? Thì khi mà cắt miếng như vậy đó, thì nó hơi bất tiện cho mình là khi mình bỏ vô mình phải dùng cái thanh nhấn thì mất thời gian. Cho nên cái việc chuẩn bị nguyên liệu cho những cái máy ép chậm trục ngay như thế này là cắt bát trước, rồi xong rồi mình cắt thành những cái thanh ha, cỡ kích thước khoảng là 1 hoặc là 1.5 cm vuông á, thì khi mà bỏ vào á, thì máy cuốn nó sẽ rất là dễ và mình không cần phải sử dụng cái thanh nhấn để đi kèm và nhấn vào nó mất thời gian. Thì đó là một cái lưu ý khi mà sử dụng máy trục ngang thôi. Còn lại thì về độ kiệt bã rồi cái lượng nước ép thu ra thì nó cũng tương đương với những cái dòng máy cùng tầm giá với nhau. Cho nên là máy ép chậm trục ngang hiện tại đang là một trong những cái dòng mà mình khuyến khích mọi người mua rất là nhiều trong thời gian sắp tới. Và Promix SG02 cũng không phải là ngoại lệ. Thì đó là cái review và chia sẻ của mình về cái dòng máy này cũng như là những cái dòng máy ép chậm trục ngang nói chung. Thì hy vọng là qua video này mọi người đã có thêm một cái gợi ý về một cái chiếc máy ép chậm cho căn bếp của mình dựa trên thông tin mà mình đã chia sẻ về công suất, về kích thước, về cái việc dễ lắp ráp, cái lưu ý những sử dụng cho những cái dòng máy như là Promix SG02. Thì nếu mà mọi người cần tư vấn hoặc là đặt hàng cái dòng máy này, mọi người có thể liên hệ thông tin mình đã để ở đầu video. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video của nhà Nguyễn Ngọc ngày hôm nay, và hy vọng là mọi người sẽ subscribe để mình có động lực ra thêm nhiều video mới nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau mọi người nha. Bye bye.